Thân mến chào các em. Kỳ trước thầy đã đề cập đến công thức xác suất có điều kiện là một trong những vấn đề của công thức xác suất và biến cố ngẫu nhiên của chương đầu. Công thức xác suất có điều kiện thì sẽ sử dụng rất nhiều vào các bài toán sau này của xác suất. Thầy mong các em đọc trước ở nhà để theo dõi những vấn đề của thầy thì sẽ sáng hơn để khỏi mất thì giờ. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài công thức xác suất có điều kiện. Mời các em nhìn lên màn hình. Tiếp theo của ví dụ trước đó, của tuần trước đó, thì nay thầy sang một ví dụ nữa cũng về công thức xác suất có điều kiện. Ví dụ như sau, từ một lô sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm xấu, tức là lô sản phẩm này đó, các em có 20 sản phẩm tốt đi, mình gọi là tốt, và trong đó có 5 sản phẩm xấu nhé. Trong đó có 5 sản phẩm xấu, tức là trong 20 sản phẩm này có 5 sản phẩm xấu. Bây giờ ta lấy liên tiếp. Hôm đó thầy đã nhắc cái thuật ngữ về liên tiếp nhé, lấy liên tiếp. Hôm nay thầy nhắc lại. Lấy liên tiếp hai sản phẩm không hoàn lại. Lấy liên tiếp lần thứ nhất lấy ra nè. Để trên bàn, lần thứ hai lấy ra để trên bàn. Đấy, không hoàn lại, tất nhiên là lấy xong, xem xong mình để ở ngay trên bàn. Đấy, lần thứ hai cũng vậy. Có nghĩa là không hoàn lại là như vậy. Còn ta sẽ gặp những cái thí dụ gọi là lấy có hoàn lại. Lấy có hoàn lại thì như các em thấy là trong trong KCS đó, tức là kiểm định những cái sản phẩm ở trong các công ty hay là trong các xí nghiệp để người ta xác định cái chất lượng của sản phẩm thì thường là người ta lấy không hoàn lại hoặc hoặc có hoàn lại. Có hoàn lại là thường là để KCS, tức là kiểm định sản phẩm về chất lượng đó, tức là lấy có hoàn lại. Ở đây là ta lấy không hoàn lại, lấy ra là để ở ngoài luôn nhé. Như vậy lặp lại là trong một lô có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm xấu, còn 15 sản phẩm kia thì mình gọi là không xấu thôi, thì mình gọi là tốt đi cho nó dễ hiểu nhé. Chứ ở ngoài đời thì không xấu chưa chắc đã là tốt nhé. Nhưng mà ở đây trong toán học thì thường là nhị nguyên thôi, không xấu thì ở đây là tốt đi, mình gọi là tốt cho nó dễ hiểu ha. Lấy liên tiếp hai sản phẩm không hoàn lại, tính xác suất để hai sản phẩm đều là sản phẩm xấu. Thì cái này dễ quá rồi phải không các em? Ta thầy nhắc lại một cái bài toán trước đây thầy đã nói là thầy sẽ cho một ví dụ nữa đó về lấy liên tiếp đó. Thì hôm nay chính là cái ví dụ này. Thì ta dùng công thức có điều kiện, xác suất có điều kiện. Dùng công thức xác suất có điều kiện, đầu tiên là ta tính sản phẩm thứ nhất ra là sản phẩm xấu. Thì có 5 sản phẩm xấu, bây giờ lấy ra thì là em chính là bằng bằng 5 phải không các em? Còn n chính là 20 thì chỉ có 20 cái thôi mà, phải không? Như vậy là BA1 dễ dàng là 5/20. Còn BA2 xuyệt A1 có nghĩa là A2 cũng là sản phẩm xấu với điều kiện là A1 đã là sản phẩm xấu ở lần thứ nhất. Như vậy công thức của ta ở đây chính là bằng bao nhiêu nào các em? Bằng 4/19. Sao vậy? Sao ra 4/19 nào? 19 ở đây là gì các em? 19 ở đây chính là lần thứ nhất đã lấy ra một sản phẩm thì tổng còn lại là 19. Đúng không nào? Và 4 là đâu ra? 4 là cũng là do lần thứ nhất lấy ra một sản phẩm xấu rồi, như vậy là còn 5. 5 trừ 1 còn 4. Như vậy là BA2 xuyệt A1 chính là 4/19, và ta dùng công thức xác suất có điều kiện nhưng mà cái dạng thứ hai. Như vậy A1 giao A2 chính là BA1 nhân với BA2 xuyệt A1, và ta nhân ra thì ở đây ta nhân ra
thì ra được kết quả. Nhưng thầy lại để có một cái dấu bằng ở đây mà lại thầy để một cái công thức này. Nhớ lại nhá, nhớ lại lần trước thầy đã nhắc lại nhá. Lấy liên tiếp hai sản phẩm thì cũng bằng, thì cũng tương đương với ta lấy cùng một lúc hai sản phẩm. Lấy liên tiếp từng cái hai sản phẩm thì cũng bằng lấy cùng lúc hai sản phẩm. Và như vậy bằng công thức này. C20 2. 20 lấy 2 không nói rồi. C5 lấy 2, tức là có 20 có 5 sản phẩm xấu lấy 2. Đấy, thì các em test thử ra và kiểm tra thử công thức này hoàn toàn đúng. Nha. Rồi ta sau đây sau này có thể một bài ví dụ tới nữa thầy sẽ đề cập đến về vấn đề lấy ngẫu nhiên liên tiếp thì nó cũng tương đương với lấy cùng một lúc nhé. Vậy thì nhắc lại cái này là cái quan trọng, lấy liên tiếp không hoàn lại thì cũng bằng là lấy cùng lúc, lấy cùng một lúc n bật luôn kia, lấy n bật không hoàn lại liên tiếp thì cũng bằng cùng một lúc ta lấy n bật nhé. Bây giờ xét ví dụ 3 nào. Trong ví dụ trên thì ta lấy liên tiếp 2, ở đây ta sẽ lấy liên tiếp 3 sản phẩm thì các em sẽ thấy và cũng không hoàn lại luôn, thì thấy những cái lời kết luận của thầy trên đây như thế nào. Bây giờ tính xác suất để 3 sản phẩm đều xấu. Thế trên đây là 2 nhá, ở đây là 3 thì ta lại dùng công thức là lấy 3 lần liên tiếp thì công thức của ta cũng tương tự ở trên thôi nhá. Lần thứ nhất lấy ra được một sản phẩm xấu là 5 phần 20, đúng rồi phải không các em. Lần thứ hai như là thí dụ trên 4 phần 19, lấy một cái rồi thì tổng của nó là 19, tổng cái xấu cũng còn 4. Lấy lần thứ ba là 3 phần 18, tại vì hai lần đầu lấy hai rồi thì tổng của nó là 18 và cái xấu thì cũng chỉ còn lại 3 thôi, vì hai lần đầu lấy ra là xấu hết. Mà như vậy theo đúng cái công thức trên nó sẽ là 5 phần 20 nhân 4 phần 18 và nhân 3 phần 10, 4 phần 19 và nhân với 3 phần 18. Và một lần nữa thầy nhắc lại cái dấu bằng này là thầy thêm vào để thầy khẳng định một điều là lấy liên tiếp 3 sản phẩm thì cũng bằng lấy cùng một lúc 3 sản phẩm. À, như vậy đây nó cũng chính bằng C20 3 và tử số là C5 3. Các em thử lại thì các em thấy nó sẽ bằng nhau. Và từ đây thầy kết luận là khái niệm lấy n bật liên tiếp thì cũng bằng với lấy cùng lúc n bật nhé, xác suất như nhau. Đấy thì nhận xét này nè, là vừa rồi thầy mới nói đây, dựa vào ví dụ 2 và 3 ở trên ta nhận xét rằng xác suất lấy liên tiếp lần lượt n bật mỗi mỗi lần một bật và không hoàn lại thì tương đương với xác suất lấy cùng lúc n bật. Em nhớ điều này nhé các em nhé, tức là thầy chỉ cho thí dụ và thầy kết luận thôi nhé, thí dụ và kết luận. Ta sang một ví dụ khác nào. Khảo sát sự tương quan giữa hai biến cố hút thuốc và bị bệnh phổi trên 100 công nhân trong một xí nghiệp. Ta thấy rằng cái này là ta đi điều tra trong một xí nghiệp về hai cái hiện tượng hút thuốc và bị bệnh phổi nhé. Và sau khi điều tra thì ta có cái bảng như sau. Điều tra 100 người, 100 người thì ta thấy là những người mà hút thuốc á và bị bệnh phổi đó có 12 người. Có 12 người hút thuốc bị bệnh phổi. Có 3 người không hút thuốc nhưng vẫn bị bệnh phổi. Có 19 người hút thuốc nhưng không bị bệnh phổi.
và có 66 người không hút thuốc, không bị bệnh phổi. Vậy trong 100 người này này, như vậy 12 cộng 3 cộng 19 cộng 66 chính là 100 người thì được 4 cái ô như vậy, 4 cái ô như vậy. 4 cái ô. Đấy, hút thuốc, không hút thuốc, bị bệnh phổi và không bị bệnh phổi. 2 nhân 2 là có 4 trường hợp, mà 4 trường hợp là 4 cái ô số liệu đây. Bây giờ bài toán hỏi như thế nào nào các em? Bây giờ lấy ngẫu nhiên một người. Lấy ngẫu nhiên một người, câu A tìm xác suất để người đó là hút thuốc. Lấy ngẫu nhiên một người trong 100 người này nè, tìm xác suất để người đó là hút thuốc. Rồi. Câu B tìm xác suất để người người đó là không bị bệnh phổi. Lấy ngẫu nhiên một người mà, phải không? Tìm xác suất để người ấy không bị bệnh phổi. Câu C tìm xác suất, có điều kiện đây các em, người hút thuốc, người đó là hút thuốc nhưng không bị bệnh phổi. À. Câu D tìm xác suất để người đó là không bị bệnh phổi, không bị bệnh phổi nhưng mà hút thuốc. Với điều kiện là hút thuốc, người người đó là không bị bệnh phổi nhưng mà là hút thuốc. Đấy. Câu E người ta hỏi hai biến cố hút thuốc và bị bệnh phổi có độc lập hay không. Đấy. Bây giờ thầy gợi ý cách giải như sau. Thì cái bảng ở trên đó là chúng ta thấy là nó chỉ là một cái bảng tần tần số thôi. Có nghĩa trong 100 người có 12, có 30, có 3, có 19 và có 66. Bây giờ mình chuyển về thành cái tần suất nhé. Có nghĩa là sao nào các em? Tức là có 0,12, tức là 12% người hút thuốc và bị bệnh phổi, có 3% người không hút thuốc mà bị bệnh phổi, vân vân. Và như vậy ta chia cho bốn cái số liệu đó, ta chia cho 100 thì ta được là, đây gọi là bảng tần suất, và ta cộng cái ô cuối cùng là cộng theo theo hàng, tức là hai số này cộng lại là 15. Tương tự ở đây 0,19 cộng 0,66 là 0,85. Đấy. Cái hàng cuối cùng cũng total lại của hai cái cột 12, 0,12 cộng 0,19, 0,31, tương tự bên này. Và như vậy tổng cộng lại là bằng 1. 100 chia cho 100 bằng 1. Đấy. Thì ở đây á, câu đầu tiên nó hỏi là gì các em? Tính xác suất để người hút thuốc, người đó là hút thuốc. Mà hút thuốc thì là bao nhiêu nào? Đây, cái cột đây, cột hút thuốc đây. Có 31 người hút thuốc. Còn cái này là 0 0 69, có nghĩa là 69 người là không hút thuốc. Ở đây có 15 người bị bệnh phổi và có 85 người là không bị bệnh phổi nhá. Như vậy là lấy ngẫu nhiên một người thì cái người mà hút thuốc chính là bạn 0,31, ta cộng lại đây thôi, phải không nào? Chính là 0,31. Còn xác suất để người không bị bệnh phổi thì là 0,85, đúng không? Đấy, 0,85 đây, không bị bệnh phổi đây. Và xác suất để người đó là hút thuốc và không bị bệnh phổi thì ta dùng công thức xác suất có điều kiện ở đây. Xác suất người hút thuốc là A đây này, A ở trên người hút thuốc và không bị bệnh phổi, người hút thuốc và không bị bệnh phổi là 19 này, mà không bị bệnh phổi là 85. Như vậy là 0,19 chia cho 0,85, đúng không nào các em? 0,19 chia 0,85. Đấy. Tương tự, xác suất để người không hút thuốc, để người không bị bệnh phổi nhưng với điều kiện là đã hút thuốc thì là bằng bao nhiêu các em? 0,19 chia cho 0,31, người không bị bệnh phổi mà lại có hút thuốc
tức là 0.31 là cái hàng ở ở dưới đấy, đúng không? Còn 0.19 chính là những người không bị bệnh phổi và có thuốc đấy. Đấy, cuối cùng là 19 phần 31. Các em xem cái bảng ở trên đúng không? Biết lại cái bảng trên thì các em sẽ thấy rõ hơn. Và câu E, bây giờ người ta hỏi là hai cái hiện tượng như vậy có liên quan gì với nhau hay không? Tức là giữa hút thuốc và bị bệnh phổi có tương quan với nhau hay không? Có liên hệ gì với nhau hay không? Hay là hai cái này hoàn toàn là độc lập? Đấy. Thì các em thấy một điều là đây là các em phải nhớ liên liên tưởng đến cái gì nào? Liên liên tưởng đến biến cố độc lập. Hai cái này có độc lập hay không? Thì là ta nhớ công thức là BA nhân với B. BA BAB sẽ bằng BA nhân với BB. Thì là A và B là hai biến cố độc lập. Như thầy đã nhắc, hai cái đó là tương đương. Độc lập thì là xác suất của tích bằng tích của xác suất. Hoặc là ta có công thức thì ta cũng suy ra được đây là độc lập. Mà như vậy là ta xem thử xem hai cái này nó có độc lập hay là không độc lập nha. Thầy gọi A là biến cố ngừa thuốc thì xác suất của A đó chính là 0.31 như câu trên rồi. B là biến cố bị bệnh phổi. Hai cái này này, phải không? Bị bệnh phổi và ngừa hút thuốc. BB bằng 0.15 cũng cho cái bảng trên. Và BA giao B. A giao B là biến cố hút thuốc và bị bệnh phổi. Và rõ ràng như vậy là BA giao B bằng 0.12. Đúng không? 0.12. Và như vậy ta thấy công thức BA giao B khác BA nhân với BB. Khác BA nhân với BB. Nhá. 0.12 này nè. Nếu là độc lập thì nó phải bằng 0.31 nhân với 0.15. Đúng không? Hay là nếu độc lập thì 0.66 sẽ bằng 0.69 nhân với 0.85. Nhưng rõ ràng là không bằng. Không bằng thì có nghĩa là chúng không độc lập với nhau, không nên AB không độc lập. Đấy. Đây là một cái dấu hiệu để ta biết là tính toán để xem AB có độc lập hay không, thì ta lấy cái công thức này làm chuẩn, công thức xanh ở trên này làm chuẩn. Mà nếu bằng nhau thì là độc lập với mọi AB. Còn nếu không bằng nhau, có ít nhất một cái mà công thức này nó bị vỡ, nghĩa là nó cũng đúng, thì ta kết luận AB không độc lập. Ta sang một ví dụ tiếp nào. Hai sinh viên A và B chơi một trò chơi như sau. Cả hai luân phiên lấy mỗi lần một bi từ hộp đựng hai bi trắng và bốn bi đen. Hai luân phiên chơi một trò chơi. Trong cái hộp có hai bi trắng và bốn bi đen nhé. Bi được rút ra không trả lại vào hộp. Bây giờ người nào lấy ra được bi trắng trước thì thắng cuộc. Tính xác suất thắng cuộc của người lấy trước. Rồi các em gọn lại, tóm gọn lại cái đề là như vậy. Có cái hộp đựng hai bi trắng và bốn bi đen. Bây giờ người nào lấy trước, ta sẽ tính xác suất người đó thắng cuộc. Thắng cuộc như thế nào? Tức là lấy ra làm sao mà có bi trắng đầu tiên thì là thắng cuộc. Người nào lấy ra được bi trắng trước thì thắng cuộc nhé. Trò chơi như vậy. Mà trò chơi này chắc chắn là có kết thúc rồi, phải không? Không có vô hạn, không có vô hạn, không có vô hạn các bước chơi. Tại vì ta có hai bi trắng mà, thì lấy cứ lần lượt, mà cùng lắm là lấy lần lần thứ năm là được rồi. Lần thứ năm là chắc chắn là có. Cùng lắm là lần thứ năm là ta sẽ được một bi trắng và người đó sẽ là thắng cuộc. Tại vì bốn bốn bi đen mà, đó, cứ lần lượt lấy, lần lượt thay nhau lấy. Đấy. Bây giờ ta giải bài này làm sao nào? Bài này thì hơi
phức tạp một tí, nhưng mà các em xem thầy gợi ý lời giải nha. Bây giờ không làm mất tính tổng quát, ta có thể giả sử A lấy trước, A và B mà, thầy gọi A và B, A lấy trước. Rồi. A1 là biến cố A lấy được bi trắng ở lần thứ y. AI này, này là A lấy được bi trắng ở lần thứ y, có nghĩa là A1 thì là A lấy được bi trắng ở lần thứ nhất, A2 thì A lấy được bi trắng ở lần thứ hai, vân vân. BI là trò B lấy bi trắng ở lần thứ y, có nghĩa là lần thứ nhất. B1 có nghĩa là B lấy được bị trắng lần thứ nhất. Đó. C là A thắng cuộc. C là A thắng cuộc. Giờ ta sẽ tìm là xác suất để A thắng cuộc. Làm sao nào? Vì như nãy thầy nói, cùng lắm là lần thứ 5 ta sẽ lấy được bi trắng. Vì 4 lần trước đó chỉ lấy toàn bi đen. Đúng không? Nên lần thứ 5 chỉ còn hai bi trắng để lấy, nên xác suất ở lần lấy này chắc chắn là bằng 1. Và người nào ở lần thứ 5 cùng lắm á, tức là 4 lần đầu là thay phiên nhau lấy mà toàn bị bi đen, thì lần lần thứ 5 là người đó sẽ thắng cuộc. Chỉ còn lại hai bi trắng thôi mà, đúng không nào? Như vậy là ta làm sao nào? Thì C chính là xác suất để A thắng cuộc. A thắng cuộc thì có mấy trường hợp xảy ra? Có 3 trường hợp xung khắc xảy ra. Lần thứ nhất, A lấy được ngay bi trắng, thắng cuộc và cái trò chơi chấm dứt. Hay là lần thứ nhất, A lấy được bi đen, có nghĩa là gạch, có nghĩa là A thất bại. Đến B, B cũng thất bại luôn. Tức là lần thứ nhất A thất bại, B thất bại, thì lần thứ hai A thắng cuộc, A lấy ra được bi trắng là lần thứ hai. Trường hợp thứ ba, A1 gạch có nghĩa là thất bại lần thứ nhất, B cũng thất bại lần thứ nhất, nhưng mà A lại cũng bị thất bại lần thứ hai, B thất bại lần thứ hai, và trường hợp thứ ba lần ba thì A thắng, tức là lấy ra được một bi trắng và hết, đúng không nào? Vì lần thứ tư, vì lần thứ năm đó là xác suất bằng một rồi, lần thứ năm xác suất bằng một rồi, cho nên cuối cùng là chỉ còn ba trường hợp này thôi, ba trường hợp này thôi. Đấy. Như vậy là ta tính công thức BA1 thì bằng 2 phần 6 thì dễ rồi, BA1 là 2 phần 6. B thành phần thứ hai, BA1 gạch B1 gạch và A2, thì ta dùng công thức nhân trong trường hợp tổng quát nhân, thì BA1 gạch nhân với BB1 gạch chia cho A1 gạch nhân với BA2 xuyệt A1 và B1 gạch luôn. Thì lần này đó thì công thức của nó chính là gì? 4 phần 6 nè, đầu tiên nè, 4 phần 6. Tại sao là 4 phần 6? Thì là 4 cái là đen mà, 4 cái là đen trong 6 cái. Lần thứ hai tức là đến B lấy cũng bị cái đen luôn, là còn 3 cái trên 5 cái. Và lần cuối cùng thì còn 4 cái, A lấy ra được một bi trắng trong hai bi trắng thì là 1/5. Vậy là nhân ba cái này ra 1/5. Cái trường hợp cuối cùng nhá, trường hợp cuối cùng thì cũng tương tự như vậy, cũng tương tự như công thức này, thì ta đã biết như vậy là bằng 4/6 nè, đơn giản là nhân 3/5 như là đây thôi, nhân 2/4 và nhân 1/3. 1/3, 1/3 này là gì? Tức là lấy ba cái đầu là bi đen hết, như vậy là chỉ còn ba cái thôi trong tổng số 6 cái mà. Và trong ở đây một có nghĩa là lấy ba cái đen rồi thì còn một cái đen, tức là đây là chính là B2 đó, B2 gạch ở lần thứ hai đó. Còn cuối cùng là nhân với một là cuối cùng là BA3 nhân với một, xác suất là
một thôi, thấy không? Còn lại đến lần thứ thứ năm thì coi như là sắp xếp bằng một đây này, 1 2 3 4 5. Đây tao viết 1 2 3 4 5 đấy, 5 thì coi như là sắp xếp bằng một rồi đấy. Thì giờ ta nhân, ta cộng ba cái này lại, đấy là xung khắc, ta cộng ba cái này lại thì ra là xác suất cần tìm chính là 3/5. Như vậy để cho A thắng thì là xác suất là 3/5. Như vậy là A có khả năng là thắng cuộc lớn hơn. Người lấy trước là luôn luôn là có khả năng thắng cuộc lớn hơn. Tại vì đây nó bằng 3/5, có nghĩa là lớn hơn 0,5, lớn hơn 1/2. Lớn hơn 1/2, cho nên là nếu mà với trò chơi này thì người nào đi trước thì người đó có xác suất thắng cuộc lớn hơn người đi sau. À, thì cái loạt bài này ta dùng hàng loạt những cái công thức về xác suất có điều kiện, xác suất có điều kiện. Bây giờ ta đi đến một cái vấn đề cuối cùng trong cái chương một này, đó là công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mà thầy nói lại, đây là một cái đỉnh cao, một cái phần đỉnh cao nhất trong cái chương một này. Và trong chương một này các em có thể học nhiều thứ trước đó, nhưng phần này các em phải nhớ, tại vì đây là đặc trưng và một trong những cái đặc trưng nhất của cái chương 1, và là phần đỉnh cao nhất của chương 1, và cái ứng dụng của nó sẽ lan tỏa khắp các chương trình ở trong chương trình mình học phần xác suất, kể cả phần thống kê. Thì thầy muốn nhắc lại cho các em nhớ là công thức này là công thức quan trọng, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes là một trong những công thức quan trọng nhất của chương 1. Bây giờ mời các em nhìn lên màn hình. Trước tiên là ta có công thức xác suất đầy đủ, hai khái niệm mà, và công thức Bayes. Đầu tiên là ta sẽ có khái niệm về thế nào gọi là công thức xác suất đầy đủ nha. Bây giờ ta xem cái hình ở dưới này. Cái hình này thầy gọi là một cái bánh Omega, là tập hợp tất cả các biến cố như mình đã biết nhé, được phân cắt thành n tập rời nhau, thành n phần bánh, giống như là ta chia bánh vậy đó, lấy cái Omega ta chia ra thành n phần, ta chia làm thành n phần nhé. Và người ta sẽ gọi đây là hệ đầy đủ ngoài là A1, A2 cho đến AN rời nhau. Hệ đầy đủ ngoài nhé, hệ đầy đủ ngoài rời nhau như sau. Tức là A1, A2, AN hội lại là bằng Omega. Nhưng tổng của xác suất của chúng bằng 1. Rời nhau nhé. Ở đây là thầy viết tắt như vậy là hội lại bằng Omega và từng đôi là rời nhau. AI giao với AZ là bằng trống, với Y khác Z nhé. Và cộng tất tần tật lại, xác suất của chúng phải bằng 1. Tức là cộng từ 1 cho đến n, xác suất của các BAI phải bằng 1. Và như vậy đặc trưng ở đây cho ta thấy cái gì? Có nghĩa là cái phần xanh xanh này chính là cái phần đặc trưng, có nghĩa là tổng tất tần tật các xác suất bằng 1 thì đó chính là hệ đầy đủ ngoài. Nhá, như vậy các em nhớ, hệ đầy đủ là hệ mà tổng lại các xác suất cộng tất tần tật các xác suất đều bằng 1. Giờ đến khái niệm nữa là hệ đầy đủ bên trong. Hệ đầy đủ bên trong thì chúng ta biết là hệ đầy đủ bên trong là như vậy: cho một cái bánh bất kỳ B nằm bên trong cái Omega, thì ở B này đó, cái phần này này, cái phần này này chính là A1 xuyệt B, tức là cái phần A1 trên cái nền B, cái phần này A2 trên cái nền B, vân vân. À, thì với B bất kỳ như thế thì A1 xuyệt B, A2 xuyệt B đến AN xuyệt B cũng là N những cái biến cố có điều kiện trên cái nền B. Ha, trên cái nền B.
và chúng hội lại cũng bằng B. Trong N cái này nè, ta hội lại cũng bằng B và giao nhau cũng cũng xung khắc luôn, có nghĩa là AI xuyệt B giao với AG xuyệt B là bằng bằng chống, vì cái tập đầu tiên là cái hệ A1 AN là nó xung khắc, nó rời, cho nên cái phần còn lại nó cũng rời theo. Đấy. Và tay lại có một cái công thức này nữa, tổng của xác suất AI xuyệt B bằng 1. Như vậy ở đây cũng là đầy đủ, nhưng mà nó đầy đủ theo nghĩa ở bên trong, bên trong cái B, còn cái tên này thì là nằm ngoài, tức là hệ xác suất đầy đủ bên ngoài, còn đây là hệ xác suất đầy đủ bên trong. Vậy các em hình tượng được là như vậy, hệ đầy đủ chẳng qua là cộng tất cả các xác suất lại thì chúng mới bằng 1, kể cả bên trong và bên ngoài. Như vậy là hệ đầy đủ thì tóm lại chẳng qua là cộng tất cả các xác suất phải bằng bằng 1 nhé. Bây giờ ta đến công thức xác suất đầy đủ. Cũng với cái hệ cho ở trên, hệ vừa xung khắc nè, từng đôi nè, hội lại là bằng omega nhé. Thì công thức xác suất đầy đủ là công thức xanh ở trên đây. Tức là cho bất kỳ một cái bánh B nào vào thì cái xác suất BB sẽ bằng các xác suất của cái nền của nó, có nghĩa là BA1, BA2, BAN nhé. Thì BA1 nhân với BB xuyệt A1 cộng BA2 nhân với BB xuyệt A2 cộng vân vân cho đến BAN nhân với BB xuyệt AN. Như vậy là các em hình dung nhá. Bây giờ ta có một cái hệ đầy đủ là A1 cho đến AN. Bây giờ với một cái bánh B bất kỳ là tập con của cái omega thì xác suất của B chính là tổng của N xác suất, mà mỗi xác suất là được thể hiện như vậy. BA1 BAI nhân với BB xuyệt AI cộng tất cả các Y đi từ 1 cho đến N. Nhá. BA1 BA2 BAN là trên cái nền của nó. Còn này giờ BB xuyệt A1, BB xuyệt A2 đến BB xuyệt A2. Công thức này cũng dễ nhớ phải không các em? Thì mong các em phải nhớ công thức này, tại vì thầy đã nhắc lại đây là công thức quan trọng mà sẽ sử dụng rất nhiều. Và ta đến một cái hệ quả của một công thức, của công thức xác suất đầy đủ, chính là công thức Bayer. Công thức Bayer thì mở ngoặc ra nó có cái ký hiệu là giả thiết, giả sử, phải, nếu gì đó, phải không? Thì khi nào mà trong bài toán mà các em thấy cái keyword đó, tức là cái thuật ngữ giả thiết hay giả sử, thì các em phải liên tưởng ngay đến ta phải dùng công thức Bayer. Ông Bayer là một nhà toán học người Pháp Bayer nhé, đọc là Bayer. Công thức Bayer chính là cái công thức như sau. Ở trên này nè là xác suất để biến cố B xuyệt A2, đúng không? Bây giờ ta sẽ tìm xác suất của A2 xuyệt B, tức là ngược lại. Và tổng quát thì là AK xuyệt B nhé. AK xuyệt B có nghĩa là bằng cái BAK nhân với BB xuyệt AK chia cho BB. Thì các em thấy ở trên này nè, cái công thức xanh và cái công thức xanh ở dưới đây nè, công thức xanh trên nè. Thì giờ ta muốn tìm ngược lại, tức là ta muốn tìm xác suất của BA2 xuyệt B, thì ta lấy cái thành phần này nè, thành phần thầy đang xoay đây nè, chia cho BB là xong, đúng không? Như vậy hai này ngược nhau, B xuyệt AK, con này AK xuyệt B nhá. Thì lấy cái thành phần này chia cho BB là xong. Như vậy ở đây thành phần thứ K thì ta cứ chia cho BB là xong. Lấy BAK nhân với BB xuyệt AK chia cho BB nhá.
Tức là nó lấy từng thành phần này chia cho tổng thôi. Dễ hiểu không các em? Đúng không? Nhưng ở đây là thầy để một cái AK để cho nó AK để cho nó tổng quát. Ví dụ ở đây muốn tìm BA2 trừ B. BA2 trừ B thì mình lấy cái thành phần này này. Là BA2 nhân BB trừ A2 chia cho BB là xong. Đúng không? Thì đây thầy để K cho nó tổng quát. Đấy. Vậy thì nhắc lại hai công thức rất quan trọng là công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes nhé. Và sẽ sử dụng rất nhiều khái niệm này ta sẽ nói đi nói lại rất nhiều ở trong những cái phần trường sau. Thì mong các em phải phải nắm vững cái công thức này. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có những cái thí dụ sau. Nhìn trên màn hình, ta có ví dụ một như sau nào. Có hai lô sản phẩm. Lô thứ nhất có 20 sản phẩm. Trong đó có 15 sản phẩm tốt. Nhá. Còn 5 sản phẩm là xấu đi nha. Thầy quy ước như là vừa rồi thầy đã nói. Lô thứ hai có 20 sản phẩm luôn. Trong đó có 10 sản phẩm tốt. Vậy còn 10 sản phẩm là xấu. Đúng không? Bây giờ lấy ngẫu nhiên một lô. Có hai lô đó. Bây giờ ta lấy ngẫu nhiên một lô này. Nhắm mắt lại lấy ngẫu nhiên một lô. Xong rồi. Từ cái lô mà ta vừa chọn đó, ta chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Rồi câu B, giả sử sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt thì tính xác suất để sản phẩm đó thuộc lô thứ nhất là bằng bao nhiêu, thuộc lô thứ hai là bằng bao nhiêu. Như vậy là thầy thầy đọc lại cái ví dụ cho các em nắm vững nè. Có hai lô đều có sản phẩm, số lượng sản phẩm là như nhau, đều là 20 hết, đều là 20 hết. Ở lô thứ nhất thì có 15 sản phẩm tốt thì có 5 sản phẩm xấu, lô thứ hai có 10 sản phẩm tốt thì có 10 sản phẩm còn lại là xấu nhé. Lấy ngẫu nhiên một lô. Vậy có hai bước nha các em. Lấy ngẫu nhiên là một lô. Rồi bước thứ hai từ từ lô mà ta vừa lấy ra và chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Như vậy là có hai bước để ta chọn. Hai bước ta chọn. Nhé. Giờ tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Thì thầy gợi ý công thức thứ nhất là ta có thể dùng ngay cái công thức xác suất đầy đủ. Tức là xác suất của lần thứ nhất và lần thứ hai của lô thứ nhất và lô thứ hai đó đều xác suất đều là bằng nhau cả. Có khả năng là lấy ra bằng nhau. Như vậy đây chính là cái gì đây các em? Đây chính là công thức gì? Xác suất đầy đủ đây nè. Nhưng mà ở trên trong định lý thì thầy cho n là, nhưng mà đây có hai thôi. Kia là a1, an ở đây là lô 1, lô 2, như vậy n ở đây bằng 2. Đó. Đúng không? Và vậy ta dùng ngay đến công thức xác suất đầy đủ liền, tức là BA. Ta gọi BA chính là sản phẩm lấy ra là sản phẩm gì? Sản phẩm tốt nhá. Thì ta dùng ngay cái công thức B lô 1 nhân với BA xuyệt lô 1 cộng BA lô 2 nhân với BA xuyệt lô 2. Thì B lô 1, B lô 2 thì là bằng 1 phần 2 rồi. Còn BA xuyệt lô 1 có nghĩa là bằng 15 phần 20. Tức là lấy ra được một sản phẩm tốt với điều kiện là ở lô 1. Thì bằng bao nhiêu các em? Có 20 mà. Có 15 sản phẩm là tốt. Cho nên là BA xuyệt lô 1 có nghĩa là 15 phần 20. Tương tự BA xuyệt lô 2 thì bằng 10 chia 20. Thì có 10 sản phẩm tốt thì có 10 sản phẩm xấu. Đấy. Và ta ráp công thức vào đây thì công thức cuối cùng kết quả là 5 phần 8. Như vậy, để cuối cùng xác suất lấy ra được một sản phẩm tốt với hai lần chọn ngẫu nhiên như vậy thì là bằng 5 phần 8. Và ta sử dụng công thức xác suất có đầy đủ. Còn đến câu B, các em về nhà suy nghĩ thêm nhé.
sản phẩm lấy ra, giả sử đó, có từ giả sử đây, giả sử đây mà thầy gạch đít nữa có nghĩa là gì? Phải nhớ cái keyword của nó đấy, đó là gì? Dùng công thức Bayes, giả sử, đúng không nào? Giả sử, giả thiết, nếu sản phẩm lấy ra là một sản phẩm tốt, tính xác suất để sản phẩm đó thuộc lô thứ nhất là bằng bao nhiêu và thuộc lô thứ hai là bằng bao nhiêu, và công thức Bayes và lời giải của câu B thì dành cho các em về nhà suy nghĩ. Hôm sau thầy sẽ sửa, vì đến đây là thời hạn cũng đã hết. Thì mong các em nhớ lời thầy dặn là công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes là một trong những công thức quan trọng trong chương thứ nhất. Nó là tổng hợp, tổng hòa của tất cả các khái niệm trước đây mình đã học, nào là vừa có công thức về xung khắc, công thức về công thức nhân, công thức xác suất có điều kiện, tất tần tật nó nằm ở trong công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Nên thầy mong các em ôn lại phần này, và hầu như những cái phần thi cuối khóa đó, giữa khóa thì đều sử dụng cái phần công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes, vì hai cái phần này còn liên hệ đến rất nhiều những cái phần ở chương sau. Thì mong các em về nhà xem kỹ lại chương này, và hết cái phần này cũng là hết cái phần chương 1 đấy, thì thầy mong các em ôn lại và thầy hẹn các em ở phần sau. Thân ái.